Just arrived in Hà Tiên, Việt Nam. Just got here from Rạch Giá. So about 2 hours bus ride. Just walk around, find something to eat. So walking around. This is Hà Tiên. This is a public market. Hà Tiên food market. Dạ anh, lần đầu tiên đến đây phải đi quay phim chứ anh. Nóng quá, giờ này nóng quá. Nóng quá. So they have all the restaurant around here. Thank you.
Có bán không anh? Cho cái mì đi anh. Cho cái mì khô á. Lấy cho cái mì khô đi. Mì khô đầy đủ. Mì khô hả? Dạ, có không? Hay là chỉ có mì nước thôi? Có mì khô không? Hay là chỉ có mì nước thôi? Rau trụng nhiều nha anh. Có rau không? Lấy rau trụng nha.